Xin chào các bạn, đây là ngã tư. Ngã tư đây là phố Quán Sứ với phố Thợ Nhuộm. Và trước mặt chúng ta là Phở Thành Mai Động. Đã được có từ năm 1980. Cái địa chỉ cũ của nó là số 5 ngõ 13 Lĩnh Lam Mai Động. Đấy, tí nữa mình sẽ vào đấy ăn với quý vị. Và bây giờ quý vị theo chân mình nhá, vào đấy ăn nhá. Tính mình thì mình thích ngồi một chỗ nào để mình đánh giá. Tại sao mà những quán phở này ấy, bây giờ ở mạn Mai Động, Lĩnh Lam đang chiếm lĩnh một phần, có khả năng là một phần phở Bắc của mình. Là vì họ ngày xưa ở đấy là lò mổ. Mình sẽ tìm một cái bàn nào nó ở ngoài mình ăn. Bát này nhiều bánh này. Cho bát tái chín nhiều hành. À tái nhiều hành nhé. Tái nhiều hành. Quẩy nữa. Cảm ơn. Cho anh mì chanh đấy. Nói chung là bát phở nhìn rất là ngon. Đây, thịt nó thế này mà. Thịt tái tươi ngon này. Hành tươi. Những miếng chanh rất là sạch sẽ, bát sạch sẽ. Cũng rất là sạch sẽ quý vị ạ. Nói chung là mọi thứ rất là ok. Trông được quá là tuyệt vời mà. Đúng vị phở luôn. Đỉnh luôn. Cực ngon luôn. Tương ớt đúng vị luôn. Đúng vị của tương ớt phở. Xứng đáng đây, bát phở rất là xứng đáng, rất là ngon. Không ạ. Gọi là đúng rồi mà. Bánh ngon, trần vừa, thịt thì đỉnh. Đúng những nơi buôn bán bò ha. Độ nóng vừa đủ luôn. Em gửi lan cầu ạ. Không chơi đâu được. Mỏng rồi.
được đúng ngọt của phở luôn, ngọt của đề của xương luôn. Phở này vẫn theo với phương hướng không phải là phở hẳn của phố cổ nhé, phở phố cổ ngọt của khác nhé. Em ơi, em khỏe không? Một đứa lấy quẩy thôi. Để anh gọi quà đi. Em gửi quẩy nha. Quẩy mấy người? Hai người. Quẩy một người. Quẩy hai người. Quẩy hai người. Biết kìa. Đàn ba có này trong đàn ổ là quẩy một người, quẩy một người. Đây chủ. Con thả nó ra mà. Bỏ giá trị rồi. Đây này, ra bỏ hỏi. Hỏi, nó không đen. Cái gì cơ sở 1? Ngon quá. Quá ngọt. Ăn đến giờ vẫn còn lại. Thì bác đặt được tốt. Không đã. Biết là manh bầu đi đâu. Không
Thôi gửi tiền mày. Thôi gửi ngoại em muốn gì. Tái chiếc một gầu. Và các chị ạ? Dành tái mới cả. Thế thôi, tái. Tái hết. Tái không à? Tái không. Có thêm quẩy chày à? Không rồi chứ. Được. Cảm ơn. Nói chung mình sẽ nói này. Thật sự đây là một quán phở ăn được ngon theo một vị phở nước mắm. Các bạn phải nhớ là phở nó rất nhiều loại vị nhé, có người ta dùng xương là chính, có người thì cũng có xương nhưng mà nước mắm nó thường nấu theo kiểu Lam Định hoặc là nấu theo kiểu những người ngoại thành Hà Nội nấu. Tại vì ngày xưa ở Mai Động ấy là ngoại thành Hà Nội, nơi đó là nó nhiều cái lò mổ, mổ bò. Ở đấy hiện tại bây giờ có rất nhiều quán phở rất là ngon. Mà đặc biệt là thịt bò của họ rất là đỉnh. Đấy, mình nói thật với các bạn này. Thêm một lần nữa mình quay lại cho các bạn đây. Là phở Thành nhá, Mai Động. Và cũng là do con gái mang lên đấy. Con gái mang lên thôi chứ còn họ ở nhà họ vẫn đấy. Giống như Long Bích ấy. Thì nhà chính thì vẫn ở đấy. Thế thôi. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.